Tầm nhìn là gì? Thì trước tiên chúng ta cần phải hiểu được tầm là cái gì ạ? Tầm là chúng ta là cái sức ảnh hưởng của chúng ta, của tập thể hay của cá nhân chúng ta đến người khác. Thì còn nhìn là gì ạ? Nhìn thì chúng ta có phải là nhìn càng xa thì càng tốt đúng không ạ? Vậy thì đối với một cá nhân hay đối với một tập thể, tầm nhìn nó là cái gì ạ? Tầm nhìn nó chính là chúng ta nhìn thấy được trước cái kết quả mà chúng ta muốn đạt được. Thì chúng ta nhìn thấy càng nhìn xa càng nhìn thấy được cái kết quả cao hơn, lớn hơn, thì có phải là chúng ta dễ dàng, chúng ta hào hứng, chúng ta dễ dàng, chúng ta hành động rất là năng lượng để có thể đạt được cái kết quả, đó là cái tầm nhìn đúng không ạ? Do đó người ta nói rằng cái tầm nhìn là cái thứ quan trọng bậc nhất của một công ty hay của một cá nhân nào đó, đó chính là tầm nhìn.